là các bạn ăn những cái tích như thế này mỗi ngày bình thường đúng không? Sao nói sao gần đầu mà mặt không có vui lắm vậy đúng không? Tại vì sao? Thế thì tại sao như vậy? Cái cuộc thi sắc đẹp từ cái lúc nó bắt đầu từ cái chữ beauty là chữ B đầu tiên, đến cái chữ tiếp theo là body là khát muốn, là kỹ năng, đến những năm tiếp theo là brand là trí tuệ, là sự thông thái, nhưng đến những năm gần đây là brave là bản lĩnh, là sự đương đầu, là sự đối diện. Tại vì sao các bạn không thể trở thành một hình mẫu, một cô gái hoàn vũ nếu các bạn không dám đương đầu với những bình luận, những khen chê? Các bạn bước ra khỏi cuộc thi không phải chỉ là sự đánh giá, sự nhìn nhận của ban giám khảo được, đó là sự kỳ vọng của công chúng đặt lên vai mình. Tôi đưa ra những bình luận này và chắc chắn vào hoàn vũ 2021, 2023 sẽ tiếp tục gây những tranh luận như thế nữa các bạn ạ. Nhưng đã là cô gái hoàn vũ là phải có bản lĩnh để đương đầu với những tranh luận đó, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng tôi nghĩ và trăn trở về cái chủ đề của Hoàng Hoàng Vũ năm nay thì tôi nhìn thấy một cái bộ phim của Ngô Thanh Vân công bố là Villaman, và tôi nghĩ là rất là thú vị. Tại vì sao? Cái hình ảnh siêu anh hùng được đưa đến bạn bè quốc tế, được giới thiệu với hình ảnh con người Á Đông, con người Việt Nam, chúng ta không phải chỉ có sự dịu dàng éo, chúng ta có sự mạnh mẽ bản lĩnh. Nhưng tại sao khi nói tới siêu anh hùng mình chỉ nghĩ tới đàn ông? Trong khi rất nhiều những người phụ nữ tôi làm việc cùng hàng ngày ở vị trí lãnh đạo, họ đấu tranh cho nữ quyền, cho bình đẳng giới, cho những trẻ em bị xâm hại tình dục, cho sự cho cơ hội về giáo dục, cho sự công bằng và tiếng nói trong xã hội. Phụ nữ đang và sẽ làm được nhiều hơn, và chúng tôi muốn dành cái platform này để vinh danh những người phụ nữ như thế, để tìm kiếm những cô gái như thế, cho những hình mẫu như thế. Nếu các bạn đủ bản lĩnh, các bạn có thể trở thành một siêu anh hùng. Nếu các bạn có thể trở thành siêu anh hùng, các bạn cũng thể truyền cảm hứng cho những người khác trở thành một siêu anh hùng như các bạn. Và đó là cô gái mà họ mong muốn tìm kiếm, một cô gái mang bản lĩnh Việt Nam, một Vina Woman. Và đó là chủ đề của họ mong muốn Việt Nam hôm nay. Và thưa quý vị, cùng với chủ đề mới thì chúng tôi cũng rất tự hào với cái bắt tay mới cùng với thương hiệu ITC để mang đến một vương miện hoàn toàn mới, vương miện Vina Woman. Thưa quý vị, đây sẽ là sự hợp tác lần đầu tiên cùng với vương miện, cùng với thương hiệu trang sức đá quý Infinitive để mang đến một kiến tác với giá trị chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt Nam.